Yeah, yeah. He is a president of ALS and director of Lung Surgery Hospital in Athens. He has been director of Asthma Center. Now, I present Dr. Karazum Matnuzaga. He's worked in the University Hospital Yamaguchi. And now he is the president of Infection Control. Now he is the director, vice director, Yamaguchi University. Thank you very much, Chairman. Good afternoon, everyone. My name is Kazuto Matsunaga from Japan. I'm honored to have the opportunity to present at VNRS annual meeting. Today, I'd like to talk about the role of type 2 biomarkers in obstructive lung disease, including the two observational studies which was performed in our department. I have no she or I to be disclosed. There is broad consensus that asthma typically has eosinophilic inflammation and Th2 cytokine associated inflammation that is sensitive to steroid therapy, whereas neutrophilic inflammation dominates in COPD. However, previous many studies have provided evidence of substantial heterogeneity in airway inflammation, indeed obstructive lung diseases. For example, inflammation profile of induced sputum obtained from asthmatic patients is classified into four phenotypes: neutrophilic, eosinophilic, mixed granulocytic, and pouch granulocytic. In repeated sputum analysis with asthma, not taking an inhaled corticosteroids, as you see, 22% of subjects had sputum eosinophilia on every occasion. 31% had eosinophilia on at least one occasion, EROPAT, and 47% had no eosinophilia on every occasion. This data shows that eosinophilic airway inflammation is not always a consistent feature of asthma. Similarly, airway neutrophilia is not always a consistent feature of COPD. This data shows that only 57% of COPD patients have neutrophilic airway inflammation, and 34% of patients have eosinophilic airway inflammation. A type 2 inflammatory signature can also be present in some patients with COPD. This study compared airway epithelial gene expression in an asthma cohort and in a COPD cohort. Type 2 cytokine related, it means IL-13 induced genes, were enriched among genes associated with more severe airflow limitation in patients with COPD, but they don't have a clinical history of asthma. This is a very important point.
Moreover, the type 2 gene expression profile was associated with airflow limitation, eosinophilic inflammation, and with the improvement in lung hyperinflation by steroid treatment in patients with COPD. This data suggests that type 2 inflammation is important in COPD subset that is difficult to be identified by clinical history of asthma. Anti-inflammatory drugs, including corticosteroids, are predominantly effective in patients with type 2 airway inflammation. It is therefore important to identify type 2 airway inflammation with biomarkers, such as sputum eosinophils and fraction of exhaled nitric oxide, FeNO. However, it is not easy to repeatedly measure sputum eosinophils in daily clinical practice. Today, I would like to introduce mainly FeNO, which is a non-invasive biomarker reflecting type 2 airway inflammation. Nitric oxide in exhaled air mainly originates from the respiratory epithelium. NO is produced by inducible nitric oxide synthase, which is regulated by STAT1 signaling and the influence of homeostatic interferon gamma. In the airway epithelium of asthma patients, inducible nitric oxide synthase is expressed by activation of the STAT6 pathway by stimulation of IL-4-13 produced from inflammatory cells such as Th2 cells, type 2 innate lymphoid cells, mast cells, and eosinophils. Thus, FeNO primarily reflects local type 2 inflammation of the lower airways. In fact, FeNO of healthy subjects is about 15 ppb, but the FeNO in patients with asthma shows a higher value of 60 ppb on average. This slide showed that the FeNO level is significantly correlated with percentage of eosinophils in bronchial lavage fluid and induced sputum in patients with steroid-naive asthma. This result showed that FeNO reflects the degree of eosinophil infiltration of the airways and useful to support making a diagnosis of asthma. If FeNO shows high values in patients with respiratory symptoms, such as wheezing or coughing, it is useful as a basis for asthma diagnosis. Moreover, this data demonstrates that the change in FeNO level during anti-inflammatory treatment significantly correlates with improvement in airflow limitation and airway hyperresponsiveness. In patients with asthma, FeNO is expected to play an important role in predicting response to steroid therapy and monitoring of asthma.
This is a summary of official ATS clinical practice guideline regarding interpretation of Hino for clinical applications. Clinical benefits of Hino measurements include the supplementary diagnosis of asthma, prediction of stress response, monitoring of eosinophilic inflammation, assessment of steroid adherence. However, it is not yet clear whether Hino is useful for predicting future risk such as lung function decline and exacerbations of asthma. Furthermore, it is not well understood whether Hino is helpful for diagnosing asthma overlap in patients with COPD. Therefore, in the second half, I'd like to talk about the data which examine these important clinical questions. A more rapid decline in lung function is one of the predominant features of asthma, but the natural history of airway obstructive change for patients with non-severe asthma is largely unknown. We conducted the FLOAT study, that is a 3-year prospective cohort investigation, to assess the variability and factors associated with change in FEV1 in patients with controlled asthma. This slide showed that the average rate of change in FEV1 among patients with controlled asthma was decline of 22 milliliters per year. However, there was a highly variation in the levels of change. 25% of the subjects had FEV1 decline of more than 40 milliliters per year. In this study, we found that rapid decliner was more likely to be older, to have high levels of Hino, and to have had severe exacerbation during the study. This slide showed the mean change in post-bronchodilator FEV1 by time according to the exhaled nitric oxide levels. Closed circle represents the non-high Hino group, and closed square represents the high Hino group. Patients with Hino levels of more than 40 ppb had significantly higher rates of FEV1 decline than patients with FeNO levels of less than 40 ppb with an excess decline in FEV1 of 26 milliliters per year. This is a cohort analysis of Severe Asthma Research Program, SARP study. This data shows high levels of Hino was correlated with higher emergency room visit and ICU admission rates, regardless of the severity of asthma. In summary, Hino is a non-invasive biomarker of type 2 airway inflammation and is useful for the diagnosis of asthma and prediction of stress response. Moreover, recent prospective studies suggest the potential role of Hino in identifying patients with the most reactive and worrisome phenotype, regardless of the severity of asthma. It is now widely recognized that asthma and COPD can coexist as asthma COPD overlap, ACO. But the preliminary attempts at providing guidelines for the diagnosis of ACO still need to be improved. This is a 1-year prospective study
in 831 Spanish patients with COPD. This study evaluated the presence of characteristics associated with asthma in this cohort, including history of asthma, airway reversibility, serum total IgE, atopic status, and blood eosinophilia. In this study, about 15% of COPD patients fulfilled the diagnostic criteria for echo. Importantly, they found that there were no significant differences between echo group and non-echo group in baseline characteristics, such as age, smoking history, sputum, dyspnea, and lung function. This study showed that it is not easy to screen the patients with coexisting asthmatic component from the population of COPD based on only clinical symptoms and lung functional testing only. And this slide, this is a one-year prospective interventional study. 82 patients with COPD were randomized into two groups. In BTS group, symptoms were treated based on BTS COPD guidelines and the other with the additional aim of reducing eosinophilic airway inflammation assessed using the induced sputum eosinophil count. Importantly, targeted with inhaled corticosteroid to reduce sputum eosinophil levels in COPD has been shown to prevent exacerbation and hospitalizations. To identify useful types of biomarkers for predicting the improvement in symptoms and airflow obstruction by inhaled corticosteroids in COPD, we conducted a prospective observational study. We enrolled symptomatic moderate to severe COPD patients without history of asthma. Inhaled sclerosinide was additionally administered on bronchodilators, and various parameters were assessed before and 12 weeks after the treatment. We performed an ROC analysis to determine the optimal value that could serve as a criterion corresponding to both FEV1 increase greater than or equal to 200 milliliter and COPD assessment test CAT decrease less than or equal to 2 points. We found that AUC of FeNO was higher than those of the other biomarkers. That cutoff value of FeNO was 29 ppb. Did scatter diagrams illustrate the study population divided into two groups by FeNO 29 ppb? Left figure shows change in FEV1, and right figure shows change in CAT. After all, approximately 60% of patients in the high FeNO group showed improvements in both symptoms and airflow limitation by inhaled corticosteroids. However, about 95% in the low FeNO group did not improve. It is well known that the use of inhaled corticosteroids is associated with increase in the occurrence of pneumonia in COPD patients. This evidence suggests that assessment of type 2 inflammation could be useful to identify the subgroup requiring intervention by inhaled corticosteroids.
in order to improve the long-term management for asthma COPD overlap. In my idea, combination of FeNO and blood eosinophil is a promising approach to identify this type of subjects, this type of patients. This is a summary of today's talk. Clinical diagnosis is not always consistent with typical airway inflammation profiles in asthma and COPD. Exhaled nitric oxide is a non-invasive biomarker of type 2 airway inflammation and is useful for the diagnosis of asthma and prediction of stress response. Airway inflammation assessment using type 2 biomarkers would play an important role so as not to overlook treatable traits in obstructive pulmonary disease. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Kazuto Masanuza, your presentation. Today, xin kính mời tiến sĩ Nguyễn Văn Thọ, chủ nhiệm bộ môn lao bệnh phổi Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày cái đề tài về tầm quan trọng của kiểu hình khi phế thủng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Xin kính mời. Kính thưa ban chủ tọa đoàn, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, thì hôm nay em xin cảm ơn ban tổ chức hội nghị mời em báo cáo lại một cái bài về một trong những kiểu hình của COPD, tức là kiểu hình khí phế thủng. Thì các anh chị mới vừa nghe xong cái bài kiểu hình tăng bạch cầu ái toan, tức là TH2, thì trong cái bài hôm nay thì em xin trình bày một cái kiểu hình khác ngược với kiểu hình tăng H2, đó là kiểu hình khí phế thủng. Đây là một cái kiểu hình mà chủ yếu là tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Thì trong cái bài trình bày hôm nay thì hy vọng rằng các anh chị sẽ có thể thấy được cái tầm quan trọng của kiểu hình khí phế thủng. Cái thứ hai, các anh chị có thể sử dụng tất cả những cái phương tiện gì hoặc các anh chị đang có tại cơ sở của mình để chẩn đoán các kiểu hình này, và cái lựa chọn điều trị tùy theo cái nguồn lực các anh chị sẵn có. Thì trước tiên xin giới thiệu về cái kiểu hình khí phế thủng. Thì chúng ta biết rằng lúc này chúng ta điều trị COPD không chỉ là điều trị tất cả các bệnh nhân COPD giống nhau, và dần dần đang có một cái xu hướng là chúng ta sẽ điều trị COPD theo kiểu hình. Bởi vì biết rằng là COPD nó rất đa dạng về biểu hiện là lâm sàng, rồi hình ảnh học, rồi sự sụt giảm chức năng hô hấp, rồi đáp ứng với điều trị. Và mình phân loại kiểu hình để hy vọng rằng những bệnh nhân có những đặc điểm giống nhau và có những cái mặt cơ để phát hiện những cái đặc điểm đó, và nó có thể có đáp ứng với những cái điều trị cụ thể. Thì đó là lý do tại sao chúng ta phân loại kiểu hình. Thì cho tới thời điểm này vẫn chưa có những cái thống nhất về cái mình sử dụng cái kiểu hình nào cho bệnh nhân COPD, nhưng mà có một số kiểu hình đã được xem như là có những cái điều trị có sẵn. Ví dụ chúng ta có kiểu hình đợt cấp thường xuyên, thì chúng ta thường là sử dụng LABA/LAMA, rồi có thể thêm ICS, và thấy rằng nếu mà chúng ta điều trị như thế thì nó làm giảm được cái đợt cấp của COPD. Còn các kiểu hình khí phế thủng mà nếu mà khu trú chủ yếu thì trên, thì cái điều trị đặc hiệu của nó thì người ta thấy rằng là mình có thể điều trị giảm thể tích phổi, và nó sẽ cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và cải thiện chức năng hô hấp. Hoặc là chúng ta có kiểu hình ACO thì có điều trị, thì chúng ta ngoài sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài thì chúng ta sẽ xem xét sử dụng ICS, bởi vì là nó giảm được cái đợt cấp và cải thiện chất lượng của cuộc sống. Thì như vậy thì có những cái kiểu hình mà chúng ta có thể có những lựa chọn điều trị phù hợp. Thì hôm nay tôi sẽ chú trọng đến cái kiểu hình khí phế thủng. Thì khí phế thủng thực sự đó định nghĩa là nó liên quan tới mô bệnh học, tức là nó được gọi là sự giãn vĩnh viễn phế nang hoặc là ống phế nang sau tiểu phế quản tặng, đi kèm với sự phá hủy của vách phế nang. Như vậy thì định nghĩa khí phế thủng mình biết rằng là mô bệnh học. Như vậy những cái xét nghiệm khác mà để chẩn đoán khí phế thủng thì chủ yếu là chẩn đoán gián tiếp mà thôi.
thì trên CT thì chúng ta sẽ thấy được khí bể tổn gián tiếp, đó là những cái ổ giảm đậm độ và những, hoặc là những cái vùng mà ít mạch máu. Còn trên X-quang thì chúng ta sẽ thấy được là những cái gọi là tình trạng căng phồng phồng phổi quá mức, và chúng tôi sẽ nói trong các phần mà chẩn đoán sau đây. Thì khí bể tổn thì người ta sẽ chia ra, nếu mà dựa vào CT, CT được xem như là một trong những cái xét nghiệm hiện có nhạy nhất và đặc hiệu nhất trong việc chẩn đoán khí bể tổn. Thì mình sẽ chia bệnh nhân khí bể tổn ra làm những cái loại sao. Ví dụ đây là mấy anh chị sẽ thấy cái hình ảnh một cái phổi bình thường. Ở đây là mấy anh chị sẽ thấy cái hình CT phổi bình thường. Còn trong trường hợp mà khí bể tổn trung tâm tiểu thùy thì mấy chị thấy rằng là chủ yếu là bệnh nhân bị những cái ổ giảm cản quang nằm ở thùy trên khi mà chúng ta chụp CT. Và đây là những người mà khí bể tổn do hút thuốc lá, và ở Việt Nam chúng ta chủ yếu là gặp cái dạng khí bể tổn này. Và cái khí bể tổn toàn tiểu thùy thì là tổn thương chủ yếu nằm ở thùy dưới, và những người mà thiếu alpha 1 antitrypsin thì chủ yếu là những người ở các nước phương Tây, và Việt Nam mình hầu như là không thấy cái thể này. Nếu mà thấy thể này thì coi chừng đó là khí bể tổn trung tâm tiểu thùy mà nó quá nặng, và chúng ta không thể phân biệt được khí bể tổn trung tâm tiểu thùy với khí bể tổn toàn tiểu thùy. Và một dạng nữa là khí bể tổn cạnh vách, thì mấy chị sẽ thấy những cái ổ khí bể tổn nó nằm ở ngay dưới màng phổi, nhưng mà thường thì cái dạng này nó hay đi kèm với khí bể tổn trung tâm tiểu thùy. Như vậy thì dựa vào cái CT thì chúng ta có thể phân loại được cái khí bể tổn thuộc dạng nào. Về cơ chế bệnh sinh của khí bể tổn thì cho tới thời điểm này vẫn chưa có rõ, mà liên quan tới nhiều cơ chế bệnh sinh, nhưng mà người ta nhận thấy chủ yếu là do cái tình trạng tăng bạch cầu đa nhân trung tính, và nó tiết ra nhiều cái men phá hủy protein, từ đó nó phá hủy cái vách phế nang và nó sẽ gây ra tình trạng khí bể tổn. Như vậy thì khí bể tổn thì chúng ta chẩn đoán, thì nếu mà một cái xét nghiệm mà quan trọng nhất thì thường là phải chụp CT. Chúng ta ngoài chuyện là xác định là có khí bể tổn hay không, và chúng ta có thể là phân loại cái khí bể tổn như thế nào. Vậy thì tại sao chúng ta phải quan tâm tới khí bể tổn? Thì đó là cái tầm quan trọng của khí bể tổn thì sao, như thế nào. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng CT thì chúng ta có thể phân biệt được là bệnh nhân có khí bể tổn hay không có khí bể tổn. Thì cách đơn giản nhất là chỉ cần sử dụng CT để chia bệnh nhân thành hai nhóm, chứ đúng ra thì mình có thể mình sẽ chia bệnh nhân thành nhiều cái kiểu hình, mà đơn giản nhất là mình chia là có khí bể tổn và không có khí bể tổn. Thì người ta thấy rằng khi mà so sánh với kiểu hình không khí bể tổn á, thì bệnh nhân có khí bể tổn thì cái lưu hành độ nó tương đối phổ biến, tức là nó khoảng 60-70%. Mấy anh chị mới vừa nghe cái bài của giáo sư Matsunaga nói rằng là các kiểu hình mà tăng bạch cầu ái toan đó, mấy anh chị thấy là khoảng 1/3 thôi, tức là có thể là chừng 20-30%. Thì đó là lý do tại sao mà khí bể tổn là kiểu hình nó có thể chiếm từ 60-70%. Và những bệnh nhân này thường là có tình trạng suy mòn, tức là mình sẽ thấy BMI thấp và họ khó thở nhiều hơn so với cái mức độ tắc nghẽn của họ, rồi tốc độ sụt giảm của FOV1 sẽ nhanh hơn, và họ bị loãng xương nhiều hơn, rồi họ bị ung thư phế quản sẽ nhiều hơn, và tử vong do mọi nguyên nhân sẽ cao hơn các kiểu hình khác. Đó là lý do tại sao mà mình thấy kiểu hình khí bể tổn thì nó tương đối là quan trọng. Một cái nghiên cứu mà chúng tôi tiến hành tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là thì cho chúng tôi sử dụng CT định lượng để phân loại bệnh nhân ra các những kiểu hình khí bể tổn hay không có khí bể tổn. Rồi tôi sử dụng CT định lượng rồi tính được cái giá trị ngưỡng bình thường như thế nào được gọi là khí bể tổn. Và khi mà so sánh những bệnh nhân mà có cái mức độ khí bể tổn nó vượt quá cái ngưỡng đó thì xem như là có khí bể tổn. Thì trong 240 bệnh nhân được đánh giá bằng CT định lượng thì chúng tôi nhận thấy rằng cái kiểu hình khí bể tổn đó thì nó chiếm khoảng 62%. Nếu mà chúng ta xếp trong trường hợp mà chỉ cần chia kiểu hình thành hai nhóm là có khí bể tổn và không khí bể tổn, thì trong trường hợp này nhóm có khí bể tổn gồm có bệnh nhân là kiểu hình chủ yếu là khí bể tổn và kiểu hình hỗn hợp, thì nếu mà cộng lại thì thấy rằng là tỷ lệ nó khoảng 62%. Như vậy thì mình thấy là cái độ phổ biến của kiểu hình khí bể tổn có thể từ 60-70%. Và các kiểu hình của một cái nghiên cứu từ đây chúng tôi coi lại thì khi mà thấy nếu mà bệnh nhân mà có kiểu hình khí bể tổn á thì cái tỷ lệ mà họ có tăng bạch cầu ái toan trong máu trong trường hợp này định nghĩa là nó tăng hơn 3%.
thì là cái tỷ lệ mà có tăng bạch cầu ái toan trong máu của kiểu hình khí phế thủng á, thì nó sẽ thấp hơn so với kiểu hình không khí phế thủng, tức là khoảng 30%. Vậy thì từ đây chúng ta thấy rằng nếu mà bệnh nhân có kiểu hình khí phế thủng thì là khả năng mà tăng bạch cầu ái toan trong máu rất thấp. Vậy thì đây là cái nhóm mà sẽ kém đáp ứng với thuốc ICS. Và khi mà xem xét cái mức, cái tầm quan trọng của kiểu hình khí phế thủng đối với sự sụt giảm chức năng hô hấp, thì trong một cái nghiên cứu được tiến hành tại Nhật, tức là một cái nghiên cứu đoàn hệ ở Hokkaido, họ theo dõi 5 năm, thì thấy rằng nếu mà những bệnh nhân mà khi chúng ta chụp CT từ đầu mà thấy là khí phế thủng càng nặng đó, thì tốc độ sụt giảm của FOV1 của nhóm bệnh nhân này càng nhanh. Vậy thì nếu mà anh chị chụp CT một bệnh nhân mà thấy bệnh nhân có khí phế thủng đáng kể, càng nặng thì mình biết là những bệnh nhân này thì cái FOV1 nó sẽ tục giảm càng nhanh. Và những cái bệnh lý khác khi mà có kiểu hình khí phế thủng nó sẽ tăng lên, ví dụ như bệnh nhân bị loãng xương, có thể là tình trạng một cái cơ chế nào đó nó chung giữa khí phế thủng và loãng xương, cho nên là thấy rằng nếu bệnh nhân mà có kiểu hình khí phế thủng thì nguy cơ mà bị loãng xương hay thiếu xương có thể là nó cao gấp 2,5 lần so với những bệnh nhân mà không có kiểu hình khí phế thủng. Và tương tự như vậy, nếu bệnh nhân có kiểu hình khí phế thủng thì chúng ta cần phải cẩn thận khi theo dõi bệnh nhân, họ có thể xuất hiện bị ung thư phổi. Và cái nghiên cứu họ cũng cho thấy rằng là sau khi hiệu chỉnh tất cả các yếu tố thì nếu bệnh nhân có kiểu hình khí phế thủng thì cái nguy cơ bị ung thư phổi nó sẽ cao gấp 3 lần so với bệnh nhân không bị ung thư phổi. Vậy thì chúng ta thấy rằng là kiểu hình khí phế thủng nó sẽ làm tăng nguy cơ bị loãng xương và tăng nguy cơ bị ung thư phổi, và chúng ta cần phải cẩn thận trong việc theo dõi bệnh nhân. Rồi khi mà xét tới cái tỷ lệ tử vong thì họ thấy rằng là nếu mà bệnh nhân mà có kiểu hình khí phế thủng, tức là mức độ khí phế thủng càng nhiều thì tử vong do mọi nguyên nhân khi mà họ theo dõi 8 năm thì nó cũng sẽ cao hơn so với những bệnh nhân có khí phế thủng nhiều. Như vậy thì xin lỗi, cao hơn bệnh nhân có khí phế thủng ít. Như vậy thì kiểu hình khí phế thủng nó làm tăng tỷ lệ tử vong do nguyên nhân hô hấp và kể cả do mọi nguyên nhân. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là kiểu hình khí phế thủng nó tương đối phổ biến ở bệnh nhân CPD, có thể chiếm từ 60-80%, và nó đi kèm với những kết cục xấu cho bệnh nhân CPD, có thể là một chút sức năng hô hấp sụt giảm nhanh hơn, bệnh nhân sẽ bị nhiều các bệnh lý đi kèm với loãng xương hay là ung thư phổi nhiều hơn, và bệnh nhân bị tử vong do mọi nguyên nhân sẽ cao hơn bệnh nhân không có kiểu hình khí phế thủng. Vậy thì làm sao chúng ta phát hiện nhóm bệnh nhân này với điều kiện thực tế ở Việt Nam? Thì ở đây tôi xin trình bày những cái cách mà chúng ta phát hiện là theo cái tình hình thực tế Việt Nam, từ cái đơn giản nhất tới cho cái phức tạp. Vậy thì tùy theo các anh chị làm việc ở những nơi nào, có những cái dụng cụ gì, cái phương tiện gì thì chúng ta sẽ sử dụng. Thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng. Thì nếu mà bệnh nhân mà có khí phế thủng mà ít á, thì thường là không có triệu chứng. Và nếu mà khí phế thủng đáng kể thì mình sẽ nhận dạng những bệnh nhân này thường là họ sẽ hút thuốc lá nhiều, và họ chỉ thường là ho khan và họ khó thở nhiều hơn là cái mức độ tắc nghẽn của họ. Rồi bệnh nhân có thể là thường là bệnh nhân gầy. Mấy chị thấy nếu mà bệnh nhân CPD đến mình mà dạng gầy đó thì thường là bệnh nhân bị khí phế thủng. Và khám lâm sàng thì mấy chị có thể là thấy cái lồng ngực hình thùng. Vậy thì và những dấu hiệu khác nữa, nhưng mà những dấu hiệu này thì nó tùy theo vào cái kinh nghiệm của các anh chị. Vậy thì nếu mà mấy anh chị mà có nhiều kinh nghiệm thì có thể phát hiện được những cái dấu hiệu của khí phế thủng, còn mình không có kinh nghiệm thì mình sẽ phát hiện nó thấp hơn. Như vậy cái độ nhạy cái việc chẩn đoán khí phế thủng dựa vào lâm sàng là tùy theo kinh nghiệm của các anh chị. Còn nếu mà chúng ta chẩn đoán dựa vào thăm dò chức năng hô hấp thì để chẩn đoán khí phế thủng thì chúng ta sẽ sử dụng vào phế thăng ký, hô hấp ký thì thường các anh chị sẽ không có chẩn đoán được kiểu hình khí phế thủng. Và khí phế thủng thì người ta thấy rằng là cái thể tích khí cặn nó sẽ tăng lên, tức là ARV mấy chị sẽ thấy là tăng hơn tùy theo cái ngưỡng. Có người thì nói rằng cái gần tăng hơn giới hạn trên bình thường, còn tùy theo cái nghiên cứu có thể họ sẽ chọn là 135 hay là 120%. Như vậy thì cho tới thời điểm này cái ngưỡng tối ưu thì vẫn chưa xác định, nhưng mà nhìn chung thì mấy chị sẽ sử dụng là giới hạn trên bình thường. Nếu mà ARV trên giới hạn trên bình thường hoặc là ARV trên TLC mà trên giới hạn trên bình thường thì đây là một trong những người có thể có kiểu hình khí phế thủng. Hoặc là mấy anh chị không có phế thăng ký thì mấy anh chị có DLCO, mấy anh chị đo khuếch tán, khả năng khuếch tán của khí CO và màng phế nang mong mạch. Nếu mà nó dưới 80% thì đây là một trong những tiêu chuẩn có thể xem xét là bệnh nhân có khí phế thủng. Thì theo ATS, nếu mà bệnh nhân bị CPD mà mấy anh chị đo DLCO mà thấy dưới 80% thì có thể là kiểu hình khí phế thủng. Hoặc là nếu mà các anh chị có phế thăng ký và anh đo ARV
mà trên 120% thì xem như là có khiếu thủng. Như vậy thì mình sẽ có thể dựa vào lâm sàng, rồi có thể dựa vào cái chức năng hô hấp. Còn nếu mà mấy anh chị không có cái phế thần ký, không có DLCO nữa, thì mấy anh chị sẽ sử dụng lại cái phương pháp cũ nhất là mấy anh chị sẽ sử dụng X-quang. Thì người ta thẳng thấy rằng nếu mà bệnh nhân mà có kiểu hình khí phế thủng mà dấu hiệu đặc trưng nhất của nó là có tình trạng căng phòng phổi quá mức, thì đây là cái dấu hiệu mà đáng tin cậy nhất để chẩn đoán khí phế thủng, và nó có sự tương hợp giữa các bác sĩ. Thì ở đây mấy anh chị sẽ nhìn thấy các kiểu hình khí phế thủng là ví dụ mấy anh chị sẽ dựa vào cái phim thẳng, thì mấy anh chị sẽ nhìn thấy là lồng ngực bệnh nhân thường là nó dài ra, thì cái điểm cao nhất của vòm hoành bên phải có thể là nằm dưới cái đầu trong của xương sườn số 7. Rồi mấy anh chị thấy là vòm hoành nó dẹt và tù gốc xương hoành. Rồi có thể thấy bóng tim nhỏ hình giọt nước, rồi thấy được mô phổi phía dưới bóng tim. Rồi mình có thể tăng sáng không đều hai phía trường. Thì đó là một trong những dấu hiệu của căng phòng phổi quá mức. Còn nếu mà trên X-quang mấy anh chị không thẳng không thấy nữa, thì có thể mấy anh chị sẽ chụp X-quang phổi nghiêng, thì mấy chị sẽ thấy là nó có tình trạng là tăng, nó có tình trạng tăng khoảng sáng sau xương ức. Ở đây mấy chị sẽ thấy là có tình trạng tăng khoảng sáng sau xương ức, thì người ta thấy là các khoảng sáng sau xương ức mấy chị đo là trên 2.5 cm, dưới cái góc lùi 3 cm đó, mà đo nó hơn 2.5 cm thì xem như là có tăng khoảng sáng sau xương ức. Thì một trong những cái tiêu chuẩn mà mấy chị có thể áp dụng như thế này, mấy chị sẽ chụp phim thẳng và thấy rằng bệnh nhân có vòm hoành phẳng hoặc là kèm góc xương hoành, tù góc xương hoành, hay là tăng sáng không đều hai phía trường. Chỉ cần có hai tiêu chuẩn đó thôi thì xem như là bệnh nhân có kiểu hình khí phế thủng. Còn nếu mà không có đủ tiêu chuẩn đó thì mấy chị có thể cho bệnh nhân chụp X-quang phổi nghiêng mà thấy là có tăng khoảng sáng sau xương ức, hoặc là vòm hoành phẳng, hoặc là thậm chí nó lồi xuống dưới. Thì chỉ cần bệnh nhân có 2 trong 4 tiêu chuẩn này thì xem như là bệnh nhân có kiểu hình khí phế thủng, và người ta thấy độ nhạy của nó đó có thể tới 82%, và sự tương thích giữa các bác sĩ với chỉ số cấp 3 nó có thể lên tới 95%. Như vậy thì dựa vào cái tiêu chuẩn này thì mấy chị có thể phát hiện được phần lớn bệnh nhân có khí phế thủng đáng kể. Vậy thì X-quang nó chỉ bỏ sót những cái trường hợp là khí phế thủng ít thôi. Như vậy thì nếu mà bệnh nhân có khí phế thủng trung bình cho nó đáng kể thì thế nào thì X-quang cũng sẽ phát hiện được, và đó là cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta cần phải điều trị một cách tích cực. Còn CT thì là quá tốt trong việc chẩn đoán khí phế thủng, tức là nó sẽ xác định là có khí phế thủng hay không, rồi khí phế thủng là loại gì giống như mấy anh chị vừa thấy, rồi là mức độ khí phế thủng ra sao. Và nếu mà anh chị có điều kiện nữa thì mình có thể là dùng CT định lượng, và nó sẽ tính được là phần trăm của khí phế thủng như thế nào. Thì CT có thể mình sẽ dùng gọi là CT định tính, tức là mình sẽ dựa vào mắt thường để đánh giá cái mức độ khí phế thủng, và nó có cái hướng dẫn để mấy anh chị biết như thế nào là mức độ nhẹ, mức độ trung bình, rồi mức độ lan rộng hay mức độ rất nặng mình có thể mình sử dụng. Nhưng mà thực sự nếu mà mình đánh giá dựa vào cái mắt thường của mình như thế thì nó có sự không có tương thích giữa bác sĩ này với bác sĩ kia. Thì đó là lý do tại sao mà người ta mới đưa đến một cái phương pháp gọi là CT định lượng, đó là sẽ chụp CT bệnh nhân và đưa vào một phần mềm phân tích CT, rồi từ đó phần mềm sẽ nhận dạng những cái vùng giảm cản quang, tức là mình biết là những cái ổ giảm cản quang là ổ khí phế thủng, thì CT nó sẽ đo được những cái ổ mà có đậm độ cản quang nó dưới âm 950 Hz unit, nó được gọi đó là ổ khí phế thủng. Rồi CT cũng tính được thể tích của một toàn bộ một cái phổi đó, hoặc là một thùy phổi đó, bằng cách chia cái vùng mà giảm cản quang trên cái tổng thể tích của cái phổi đó thì sẽ tính ra được phần trăm của khí phế thủng. Và với sự tiến bộ của CT định lượng, tức là CT 3 chiều, bây giờ có thể tính được khí phế thủng cho từng thùy của phổi, và mình sẽ biết là khí phế thủng nó phân bố chỗ nào nhiều hơn, và từ đó mình sẽ có cái can thiệp phù hợp. Như vậy thì mình có thể sẽ sử dụng CT định lượng. Và bây giờ thì với sự xuất hiện của những cái CT liều thấp để tầm soát ung thư phổi thì mấy anh chị sẽ có nhiều cái dữ liệu của CT phổi, và mấy anh chị chỉ cần đưa vào cái phần mềm phân tích CT rồi từ đó mình sẽ tính ra được phần trăm của khí phế thủng, và mình sẽ điều trị bệnh nhân một cách phù hợp. Người ta nhận thấy rằng khí phế thủng mà khi mấy anh chị ước lượng theo cái CT định lượng thì nó tương quan với chức năng hô hấp, rồi tương quan với mức độ khó thở của bệnh nhân, rồi thang điểm sensor, tức là nó tương quan rất là nhiều thứ. Cho nên thì cái giá trị của CT định lượng trong việc chẩn đoán khí phế thủng thì rất là tốt. Vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán khí phế thủng là tùy theo các anh chị ở đâu. Mấy anh chị có thể dựa vào lâm sàng, dựa vào X-quang, dựa vào phế thần ký, dựa vào DLCO, hoặc là dựa vào CT.
Còn điều trị cũng vậy, thì tùy theo cái mức độ có sẵn của mình, có cái gì thì mình sẽ điều trị tùy theo cái mức độ đó. Thì thường thì điều trị kiểu hình khí vô thủng thì có thành phần không thuốc và có thuốc. Thì thành phần không thuốc cũng giống như những cái kiểu hình khác, bệnh nhân cũng phải cai thuốc lá rồi. Nhưng mà đặc biệt chúng ta phải chú trọng tới chuyện vật lý trị liệu hô hấp. Bởi vì bệnh nhân khí vô thủng chủ yếu là họ bị khó thở, cho nên mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân cách thở chúm môi như thế nào, rồi có thể là tập và vận động tăng cường cái sức dẻo dai của cơ hô hấp hay là cơ toàn thân như thế nào đó. Rồi cũng phải chú ý tới chuyện là dinh dưỡng cho bệnh nhân. Tại đa số những bệnh nhân này là bị suy, tức là có tình trạng là BMI thấp, và phải tiêm ngừa cúm và phế cầu. Và những trường hợp mà khó thở thì chúng ta phải cho sử dụng oxy liệu pháp. Còn về mặt điều trị bằng thuốc đó, thì mục đích điều trị là chúng ta phải làm giảm khó thở cho bệnh nhân. Bởi vì bệnh nhân khiếu thủng thường là họ khó thở, cho nên là điều trị là chúng ta sẽ làm giảm khó thở. Mà thuốc mà hiệu quả nhất trong việc điều trị kiểu bệnh khí vô thủng vẫn là thuốc giãn phế quản. Thì chúng ta có thể sử dụng LABA, LAMA hoặc là kết hợp cả hai thứ. Còn bởi vì mình thấy rằng là kiểu hình khí vô thủng thì là cơ chế bệnh sinh là chủ yếu là tăng bạch cầu ái toan. Và tôi cũng cho các anh chị thấy rằng là cái tỷ lệ mà tăng bạch cầu ái toan trong máu đó của kiểu hình khí vô thủng rất thấp, cho nên là cái nhóm này là sẽ ít đáp ứng với ICS. Cho nên đối với cái nhóm bệnh nhân có kiểu hình khí vô thủng thì chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Ví dụ đây là một cái nghiên cứu ngắn thôi, thường là họ cái nghiên cứu này để cho thấy rằng là hiệu quả của thuốc giãn phế quản trong việc mà điều trị cho cái kiểu hình khí vô thủng. Ví dụ họ sử dụng cái LABA và LAMA cho 62 bệnh nhân, và họ chia ngẫu nhiên, sau đó họ bắt chéo và theo dõi điều trị trong 2 tuần, rồi 2 tuần ngưng, rồi sau đó là đổi bắt chéo khi mà họ so sánh với giả dược. Thì đây là cho nhóm bệnh nhân mà CBD có căn phòng phổi mức kiểu hình khí vô thủng, tức là họ thấy RV phải trên 135%. Thì sau khi họ điều trị một thời gian, mà khi mà so sánh giữa cái nhóm sử dụng LABA và LAMA so với giả dược đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó làm giảm được cái ARV. Thì mấy chị thấy ARV là một trong những biểu hiện của khí vô thủng, thì nó giảm ARV một cách có ý nghĩa thống kê, hoặc là giảm cái dung tích cặn chức năng một cách có ý nghĩa. Và như vậy thì cái thuốc giãn phế quản nó sẽ làm cải thiện được cái căn phòng phổi tĩnh và động cho bệnh nhân, và từ đó sẽ cải thiện được khả năng gắng sức hay là giảm khó thở cho bệnh nhân CBD. Và khi mà các anh chị đã điều trị bằng thuốc xong rồi mà vẫn không đủ hiệu quả, thì cái biện pháp mà kế tiếp mà mấy anh chị phải xem xét đó là điều trị làm giảm thể tích phổi. Bên mình biết là cái phần khí vô thủng có thể là nó chiếm cái diện tích của cái phần phổi còn khỏe mạnh, và nó làm tăng cái mức độ ứ khí, cho nên mình có thể làm giảm cái thể tích cái phần khí vô thủng đó đi, thì sẽ làm cái phần phổi bình thường nó sẽ nở rộng ra. Đó là can thiệp mà giảm thể tích phổi. Thì lúc trước thì người ta chủ yếu là sử dụng là điều trị bằng phẫu thuật, nhưng mà do cái tai biến nó quá lớn, cho nên bây giờ người ta chú trọng tới là sử dụng đặt van một chiều, rồi có thể là sử dụng coil, rồi có thể là người ta xem xét là sử dụng bằng cái hơi nóng và cái đường nội soi phế quản. Và người thấy rằng nếu mà điều trị như thế thì nó sẽ giảm được cái tức là cải thiện được chức năng sống của bệnh nhân, và nó cải thiện được cái FOV1. Thì nhưng mà cái ví dụ đây mà có thủ thuật mà đặt van một chiều vào trong cái phần phổi bị khí vô thủng, nhưng mà nó có cái hạn chế ở Việt Nam của mình là cái thủ thuật này là tương đối phức tạp và chỉ được thực hiện ở những trung tâm mà có nhiều kinh nghiệm trong việc xử trí tai biến mà thôi, và giá thành là tương đối đắt tiền bởi vì cái van này. Cho nên đây là giống như là cái biện pháp mà điều trị sau khi không còn sử dụng thuốc nào được hiệu quả nữa, thì mình mới xem xét tới sử dụng cái biện pháp này, và chỉ được sử dụng ở những nơi trung tâm có nhiều kinh nghiệm mà thôi. Và cái biện pháp cuối cùng nữa đó thì mấy anh chị có thể là xem xét là ghép phổi mà thôi. Thì trong lúc chờ ghép phổi đó thì bệnh nhân thì mình có thể là xem xét là đặt van một chiều. Ví dụ như đây là trường hợp mà người ta đặt van một chiều, mấy anh chị thấy là cái thể tích của cái thùy dưới phổi bên phải trước khi đặt van và sau đặt van nó giảm một cách đáng kể, và người có thể sử dụng CT định lượng, người ta tính được cái thể tích phần phổi nó giảm như thế nào. Và một cái nghiên cứu gần đây họ thấy rằng là nếu bệnh nhân trong lúc mà đợi ghép phổi đó thì người ta chỉ cần đặt các coil vào trong cái phần phổi mà bị khí vô thủng, và cái
chức năng hô hấp nó được cải thiện và chất lượng cuộc sống bệnh nhân cải thiện trong một thời gian, trong lúc mà đợi ghép phổi. Thì biện pháp cuối cùng cho những bệnh nhân mà khi bất thủng là ghép phổi, nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái việc đó là nó rất khó khăn. Vậy thì mình sẽ điều trị cái kiểu hình khi bất thủng là tùy theo cái phương tiện gì mình đang có, nhưng mà thường thì mình sẽ bắt đầu với thành phần không thuốc, rồi sau đó mới tới thuốc, rồi sau đó mới tới là xem xét là phẫu thuật hoặc là điều trị giảm thể tích phổi, và cuối cùng mới là ghép phổi. Vậy thì xin kết luận lại rằng là cái kiểu hình khí bất thủng là một kiểu hình tương đối phổ biến ở bệnh nhân CPD, có thể chiếm tới 60-70%, và đây là một kiểu hình mà nó liên quan tới những cái kết cục xấu cho bệnh nhân, tức là bệnh nhân có thể bị khó thở nhiều hơn và chức năng hấp sụt giảm nhanh hơn, họ hay đi kèm với tình trạng là loãng xương hay là tăng tỷ lệ bị ung thư phổi. Và mình điều trị thì có thành phần thuốc và không thuốc, thành phần không thuốc thì giống như những kiểu hình khác, còn thuốc thì ưu tiên sử dụng thuốc giảm phế quản tác dụng kéo dài, và một số trường hợp có thể xem xét là điều trị giảm thể tích phổi. Phần trình bày của tôi đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Minh Thọ. Bây giờ có ai có câu hỏi cho ba báo cáo viên, cho giáo sư Mina Kaga, cho tiến sĩ Nguyễn Văn Thọ cũng như là cho giáo sư Kazuto Matsunaga. Xin mời.